Sao lại đi học ngành thú y thế này? Bởi vì em là một cái người rất là thích động vật. Em thích chó lắm anh ạ. À. Cứ bởi nhau ăn thì mình trước ngay trước mặt phải không? Vâng đi ạ. Cảm ơn anh em rất nha. Vâng, đi vào đi ạ. Vâng, nhớ giờ đã.